Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác bắt đầu từ mãi muốn, rồi lần lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ, hoặc treo phan lòng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết. Các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo. Song nhà quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Lược giảng. Địa Tạng Bồ Tát lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác bắt đầu từ mãi muốn, rồi lần lần đến nhiều vô lượng. Những chúng sanh tập tành theo thối ác đều bắt đầu từ cái ác nhỏ nhất, ít xấu ác nhất, rồi tích tụ lại dần mà thành ra nhiều đến vô lượng vô biên. Đến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Giả sử những chúng sanh có thói quen xấu ác này hấp hối sắp chết, thì cha mẹ hay những người thân thuộc của họ nên làm các việc phước đức để trợ giúp cho họ trên tiền lộ, tức là con đường trước mắt mà họ sắp phải đi theo. Cho dù phải đi theo con đường dẫn đến địa ngục hoặc thác sanh trở lại làm người, thì họ cũng đều được hưởng sự lợi ích từ các việc phước đức ấy. Đó chính là giúp cho lộ trình phía trước của kẻ lâm chung vậy. Hoặc treo phan lòng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật. Thân nhân của người đang hấp hối có thể tạo phước đức giúp người ấy bằng cách làm những việc như treo tràng phan bảo cái, thắp đèn ở nơi thờ Phật, hoặc đọc tụng kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang hay những kinh điển đại thừa khác, hoặc sắm sửa phẩm vật cúng dường trước tượng Phật, tượng Bồ Tát hoặc tượng các vị A-la-hán đều được cả. Thêm vào đó, họ cũng có thể trì niệm danh hiệu của chư Phật, danh hiệu của chư Bồ Tát hoặc danh hiệu của chư Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là bậc chuyên giác. Khi niệm, cần phải làm cho mỗi danh, mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết. Lúc gia quyến hoặc bạn bè tụng niệm, thì phải niệm sao cho kẻ đang hấp hối nghe được rành rẽ từng danh hiệu của Phật, Bồ Tát hay Bích Chi Phật. Hoặc là trước khi người ấy chết, lúc thần thức chưa phân tán hết, phải khiến cho người ấy nghe hiểu được rõ ràng. Bổn thức hay thần thức là chỉ cho thức thứ 8, đề bát thức. Thức thứ 8 này thì khứ hầu lai tiên đến trước nhưng lại đi sau. Do đó có bài kệ nói rằng: Hào hào tam tàng bất khả cùng, quyên thâm thức lãng cảnh tiền phong, thọ quân trì chủng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Nghĩa là tam tàng mênh mông không cùng tận, vượt sâu bảy sóng đùa trước gió, giữ gìn chủng tử căn thân khí, đến trước đi sau làm ông chủ. Hào hào tam tàng bất khả cùng, hào hào có nghĩa là rộng lớn mênh mông, tam tàng là chỉ cho thức thứ 8, tức là ai lại gia thức, lại còn gọi là tàng thức, thức chứa. Vì sao gọi là tam tàng? Tam tàng ngụ ý rằng các chủng tử của ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều được tàng trữ giữ lại trong thức thứ 8 này. Các chủng tử ấy, niệm tâm của chúng ta ví như những đợt sóng trên biển cả vậy, vô cùng vô tận, nên nói là bất khả cùng. Quyên thâm thức lãng cảnh tiền phong, thức lãng bảy sóng là chỉ cho thức thứ 7. Thức thứ 7 còn được gọi là truyền tống thức, vì thức này có chức năng chuyển đạt ý tứ của 6 thức trước tới cho thức thứ 8. Cảnh tiền phong tức là giống như ngọn gió từ phía trước thổi tới.
Thọ Quân Trì Chủng căn thân khí, do vì thức thứ 8 nhận sự truyền tống, tức chuyển giao ý thức từ thức thứ 7 nên gọi là Thọ Quân. Trì Chủng có nghĩa là gìn giữ các chủng tử ở bên trong. Căn thân khí tức là căn thân khí giới đều ở trong các chủng tử đó. Thức thứ 8 có công năng duy trì chứa giữ chủng tử của tất cả các pháp thân căn thế giới. Khứ Lai Hầu Tiên Tác chủ ông, con người khi sinh ra thì thức thứ 8 đến trước nhất, và lúc chết thì thức thứ 8 là thức đi sau cùng. Quý vị khởi vọng tưởng muốn làm điều gì thì đều do thức thứ 8 làm chủ tể ủng hộ trợ giúp. Cho nên nói thức này là đến trước đi sau làm ông chủ. Trong phần kinh văn này, bổn thức là chỉ cho thức thứ 8. Khi vừa mới chết, tuy các thức đã phân tán, đã rời khỏi xác thân rồi, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đều không còn, nhưng thức thứ 8 thì vẫn còn nán lại, chưa đi hẳn. Ngay lúc này, nếu quý vị vì người chết mà tụng kinh niệm Phật hoặc làm việc công đức, thì phải lớn tiếng tụng niệm và kể ra để cho thức thứ 8 của người ấy nghe biết, đó gọi là nơi bổn thức nghe biết, văn tại bổn thức vậy. Địa Tạng Bồ Tát nói tiếp, các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tức phải đọa vào ác đạo. Nếu căn cứ theo nghiệp ác đã tạo tác lúc còn sống mà suy xét, thì những chúng sanh đó đáng lẽ phải chịu quả báo đọa lạc trong ba đường ác. Song nhà quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, gieo trồng nhân duyên thánh đạo, chăm làm các thiện sự, cho nên các tội đó thảy đều tiêu sạch, chẳng còn thừa sót. Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, giả sử nội trong 49 ngày sau khi chết, thân quyến nên vì người mới qua đời mà làm nhiều thiện sự. Vì trong vòng 49 ngày bảy thức sau khi chết thì tại địa ngục vẫn còn đang thẩm xét, chưa quyết định tội trạng của người mới qua đời. Cho nên trong suốt kỳ hạn đó, nếu thân nhân có thể làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho, tức người đó sẽ được rất nhiều lợi ích, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, thoát khỏi cái khổ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Nếu thân nhân quyến thuộc có thể vì kẻ lâm chung mà niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, danh hiệu của bậc A-la-hán hoặc Bích Chi Phật, hoặc tụng đọc các kinh điển, thì không những người mới qua đời được hưởng sự an vui đặc biệt vô cùng vi diệu, mà đồng thời các quyến thuộc còn sống cũng được vô lượng vô biên sự lợi ích.